Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm nay, vấn đề mở rộng thị trường cho nông sản cũng được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm. Nhiều đại biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra những giải pháp giúp nông sản Việt Nam thâm nhập vào các thị trường khó tính trên thế giới. Hàng hóa nông sản của nước ta hiện nay được đánh giá là rất đa dạng và phong phú. Nhưng một thực trạng cho thấy là hàng hóa nông sản của ta khó thâm nhập vào các thị trường các nước châu Âu cũng như một số thị trường các nước khó tính. Vậy Bộ trưởng cho biết đâu là nguyên nhân chính của tồn tại này? Giải pháp của Bộ trưởng trong thời gian tới để thực hiện tốt các thực trạng trên? Vấn đề đó có hai vấn đề mà liên quan. Một là chi phí logistics nó quá xa. Từ đây mà qua các quốc gia nó xa, nó phát sinh những chi phí rất là lớn, hay là các doanh nghiệp ngần ngại. Thứ hai nữa là để đáp ứng được tiêu chuẩn của thị trường, mà tiêu chuẩn thị trường nó thay đổi hàng tháng chứ không phải là hàng năm nữa. Thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn với tư cách là người chức năng là quản lý sản xuất và sẽ cùng với cái bộ ngành để làm sao các doanh nghiệp chúng ta mạnh mẽ hơn và có những chính sách để mà với những cái thị trường đặc thù mà có nhiều khó khăn. Các đại biểu cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giải trình một số vấn đề liên quan đến nâng cao sản lượng phân bón, các giải pháp đạt mục tiêu 3,5 triệu hecta lúa. Chiều nay 21 tháng 8, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola MPLA cầm quyền do đồng chí Manuel Domingos Augusto, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng phụ trách đối ngoại dẫn đầu. Thường trực Ban Bí thư Lương Cường trân trọng cảm ơn lãnh đạo Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola MPLA và nhà nước Angola đã gửi thư chia buồn về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần và chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư, đánh giá cao quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai đảng, nhấn mạnh chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Đảng MPLA là cơ hội để lãnh đạo hai đảng trao đổi ý kiến, đánh giá về tình hình quốc tế, quan hệ song phương và định hướng trọng tâm hợp tác trong thời gian tới. Đồng chí Lương Cường khẳng định Việt Nam và Angola có nhiều dư địa để phát triển hợp tác và đề nghị hai đảng tập trung lãnh đạo, thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã ký giữa hai nước. Đồng chí Manuel Domingos Augusto đánh giá cao khi được tận mắt chứng kiến sức mạnh đoàn kết của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau gần 40 năm đổi mới trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống người dân. Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định tại khu vực và trên thế giới. Khẳng định mong muốn tăng cường đoàn kết, học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển đất nước, bảo đảm công bằng xã hội, nâng cao vai trò vị thế trên trường quốc tế. Đề nghị hai đảng nỗ lực củng cố quan hệ truyền thống tốt đẹp và thúc đẩy hợp tác thực chất sâu rộng, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, giáo dục. Sáng cùng ngày, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng ta tiến hành hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola MPLA. Hai bên nhất trí thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai đảng, tạo nền tảng chính trị vững chắc để thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Lãnh đạo hai đảng thống nhất đẩy mạnh trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn lãnh đạo đất nước, tăng cường hợp tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại, đầu tư, khuyến khích hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân, nhất là giao lưu giữa thế hệ trẻ, phụ nữ, phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế, các cơ chế đa phương, vì lợi ích của mỗi đảng, mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới. Nhân dịp này, đồng chí Lê Hoài Trung và đồng chí Manuel Domingos Augusto đã ký thỏa thuận hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng MPLA giai đoạn 2024-2029, tạo cơ sở pháp lý để làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai đảng, góp phần đưa quan hệ giữa hai nước đi vào thực chất hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước Việt Nam, Angola.